Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà mình thì nằm ở đường Hòa Hưng nha cô chú anh chị. Nhà mình ở hẻm 158 đường Hòa Hưng ha. Nhà mình thì căn gốc nha, căn gốc xây dựng rồi. Giấy chủ quyền xây dựng Hồng, giấy chủ quyền Hồng xây dựng và đã được hoàn công rồi ha. Hẻm trước nhà ngay chỗ vị trí này là khoảng 4m. Đằng kia là khoảng 3,5-4m. Hẻm này hẻm thông nha cô chú anh chị. Và căn nhà này thì mặt này là hướng tây tây nam nè, còn mặt này là hướng tây bắc nè. Nhà mình có cửa phía sau ha. Hiện tại thì chủ nhà đang làm cao hơn mặt hẻm là khoảng 7 tấc nha cô chú anh chị. Nhà xây dựng căn gốc rất đẹp luôn. Đó, nhà rất đẹp luôn ha cô chú anh chị. Nhà có giấy chủ quyền Hồng và đã được hoàn công đầy đủ luôn, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Một trệt với 3 lầu nha. Lầu 3 là có sân thượng, phía trên mái che thang đúc bê tông cốt thép luôn ha. Và xin nhắc lại, một mặt là hướng tây nam, một mặt là hướng tây bắc nha. Đó, nhà chủ nhà xây dựng làm cái vòng cung này rất đẹp luôn nè. Hẻm phía bên đây là hẻm thông ha. Nhà mình có cửa sau luôn nha. Đây có phía sau có cửa sau, có hai lớp cửa bảo vệ luôn. Hẻm này thông vòng qua luôn nè ha. Đó. Thông vòng qua bên đây là qua cách mạng tháng 8, đi qua hẻm 131 đường Tô Hữu Thành cũng được. Đó, mình nhìn nhà mình từ phía sau nè ha. Chiều dài là 9m, chiều ngang là 4m2 nha cô chú anh chị. Xung quanh thì chủ nhà dán tường cao lên nè. Cao hơn khoảng 6 đến 7 tấc rồi. Đó, mình nhìn hẻm phía trước nhà này ha, rất sạch sẽ, an ninh, lịch sự ha. Đi một đoạn cho cô chú anh chị bạn xem nè. Đó, hẻm rất là ok ha. Đi đó rẽ phải là tới đường Hòa Hưng liền nha cô chú anh chị. Ở đây thì hẻm này có camera an ninh giám sát rất là nhiều luôn ha. Đây đối diện căn này, có đối diện nhà mình có một căn đang xây nè. Xây cao lầu nè ha. Nhà mình xây rồi, vực lộ giới vô đầy đủ hết rồi, giấy chủ quyền Hồng hoàn công đầy đủ ha. Diện tích đất đang sở hữu là 30m. Mai mốt là dây điện này âm xuống toàn bộ hết luôn cô chú chị. Dây điện này là sẽ âm hết xuống toàn bộ luôn. Địa chỉ nhà mình là 158/17M đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ha. Chiều dài nhà mình từ đây ra phía sau là 9m nha cô chú anh chị. Đó, dây điện này cô chú anh chị bạn yên tâm là sẽ âm xuống toàn bộ, nên phía đây là khi âm xuống là nó sạch sẽ lắm, là nó mất cái gốc cột điện này luôn. Là nhìn cái nhà rất là sạch sẽ, nhìn phía trước nhà rất là thoáng luôn ha. Bây giờ Vũ Hồng mời cô chú anh chị bạn vào bên trong để xây nhà, xem nhà nha. Và nhà mình phía ngoài là lớp cửa sắt. Đó, sắt bo dòng nè, ở trên có lợp tấm poly, bên trong là cửa sắt và kính cường lực. Đó. Căn nhà này chủ đang kêu bán với giá là 5.200.000.000 hả cô chú anh chị. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Giá cả là còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nếu cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà ưng ý thì mình đến xem nhà xong, Vũ Hồng sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá ha. Hẻm này hẻm thông vòng vòng phía bên sau luôn nha. Dòng qua hẻm 131 đường Tô Hữu Thành, dòng ra ngược lên ra cách mạng tháng 8 luôn. Ở đây là gần Hà Đô Sentosa, gần câu lạc bộ Lan Anh và hẻm 285, gần công trường dân chủ. Sân phía ngoài của mình thì nó sẽ cao hơn mặt hẻm là khoảng 3 tấc. Và trong nhà thì cam 2, thêm 2 tấc nữa là khoảng 5 tấc ha. Khu vực ngoài mình có thể để xe, trồng cây rồi nha. Ở ngoài này chủ nhà có làm cái vòi nước để mình có rửa xe hay là tưới cây gì mình làm ha. Cái bọc hoa ga bằng sắt này chủ nhà làm sẵn cho mình luôn. Xung đây là chủ nhà làm bằng đá hoa cương toàn bộ nè. Thằng này là cửa sắt và kính ha. Đó, nhà thì mình bo vòng tròn.
kính ở đây mình cũng bo vòng tròn theo luôn ha. Kính đây mình bo vòng tròn theo luôn. Ở dưới đây chân tường được chủ dán cao lên một tấc rồi ha. Và ngay đây là hộp gen rồi chủ đi xuống nè. Đây có cái đèn nè. Để vô không mở cái đèn này cho cô chú thì bạn xem. Đó, đây cô chú thì bạn xem ha. Đó. Cầu thang thì được set up ở giữa ha. Cầu thang thì đúc bê tông cấu thép. Có mấy song sắt này nhăn phía trong bên ngoài. Và ở phía dưới cầu thang là cái gian vệ sinh của mình ha. Dưới cầu thang là cái gian vệ sinh. Đó, gian vệ sinh thì thiết bị vệ sinh đó là sử dụng nội xịn luôn nha. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Thiết bị vệ sinh là chủ nhà sử dụng của Inox ha. Chủ nhà sử dụng của Inox. Và tường thì được dán cao lên đến trần hết rồi. Có tấm lấy sáng nè ha. Ở dưới đây thì còn rộng rãi lắm nha. Có hệ thống nóng năng lượng mặt trời nên cô chú chị bạn nhìn nè. Nó màu đỏ màu xanh nè ha. Và phía sau là gian bếp. Gian bếp. Và ở đây là cửa bếp, cửa sau. Cửa sau nhà mình nè. Đó, hai lớp cửa bảo vệ ha. Ngoài là cửa lùa, trong là cửa sắt. Căn nhà này theo chú Hồng thấy giá này là cực kỳ rẻ luôn đó cô chú chị. Ở phía sau lưng này từ đây qua đây là 4m2 nè. Từ đây qua đây là 4m2 nè. Ở dưới đây là cái ở dưới đây nè cô chú anh chị. Ở dưới đây là nó có một cái bồn nước dưới đây nè. Là nước từ ở trong ngoài vô thẳng vô đây chưa cái bồn chứa. Rồi mấy nước chứa đây là bơm lên lầu. Khi mà nước hết cúp nước thì nước trong đây vẫn còn nha cô chú anh chị. Cái bồn nước nó dưới đây nè. Rồi. Ở đây thì chủ nhà lại làm cái chậu rửa thì nằm ở đây, cái tủ trưng mấy anh đây bằng gỗ nha và chậu rửa nó nằm đây. Chiều ngang ở phía sau này ngay đây qua đây là 4m2 nha cô chú anh chị. 4m2 ha. Có đèn trang trí đồ rất đẹp luôn nha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại là căn nhà mình đó là có địa chỉ là 158/17M. Đường ở đây đường Hòa Hưng, phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, gần câu lạc bộ Lan Anh, gần công trường dân chủ, gần cái khu nhà ở cao tầng Hà Đô Sentosa. Một mặt Vũ Hồng xin nhắc lại một cái mặt cửa này là hướng Tây Bắc và mặt này là hướng Tây Nam ha. Nhà mình xây dựng hoàn công đầy đủ hết rồi ha. Diện tích sử dụng hơn 100m2 nha cô chú anh chị. Thì cầu thang đi lên được sẵn theo chiều thuận kim đồng hồ nè. Ở phía trước đây thì chủ nhà làm sẵn cho mình cái khu vực để mình để bộ salon ha, rồi để xe rồi nha. Tường thì nhà vệ sinh là ở chân tường là được dán ốp cao lên 1.5 tấc. Mà có cáp điện là đi đầy đủ hết ha. Ở đây khu vực này đi lên là chủ nhà rất cẩn thận ha. Viền bằng đá hoa cương luôn nha. Mời cô chú anh chị bạn đi lên xem trên lầu lầu 1 là tầng 2 ha. Đây phòng phía sau nè. Chủ nhà làm cái chỗ rửa mặt rửa tay bên ngoài. Vũ Hồng xin nhắc lại thiết bị vệ sinh là sử dụng của Inox nha, Inox toàn bộ luôn ha. Dán dập cũng nội xịn nè cô chú chị bạn nhìn ha, nhà rất ok. Nhà này của chủ là người nước ngoài, đi nước ngoài nha cô chú chị. Dạng nhà giàu đi nước ngoài đó chứ không phải là họ kẹt tiền họ bán nha. Nhà vệ sinh nè, được dán tường cao lên nè ha. Thấy chủ nhà đi thiết bị sử dụng thiết bị vệ sinh là của Inox là biết rồi ha. Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời có sẵn luôn rồi. Gạch dán cao vuông trần. Và trên đây là cái lỗ thông tầng, thông lên trên để mình xử lý với cái nước đồ đó. Ở đây có một phòng nè, phía sau có một phòng nè ha. Phòng này thì có cửa sổ. Nhà mình đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn nha cô chú anh chị. Nhà đúc bê tông cốt thép toàn bộ, phòng này có cửa sổ nè. Đó, cửa lùa ha, và có song sắt bảo vệ luôn. Hẻm này hẻm thông, thông qua bên kia là 131 đường Tô Hiến Thành. Cũng như hẻm của đường Cách Mạng Tháng 8. Còn mình đi ngược về hướng này là mình sẽ đi ra ngoài, mình đi ra ngoài đường Hòa Hưng nha. Rồi mình đi về câu lạc bộ Lan Anh, công trường dân chủ, khu Wincom 3 tháng 2. Đó.
Mấy cục điện này mốt âm xuống nên cô chú chị bạn thấy không thấy nữa đâu ha. Rồi. Mời cô chú chị bạn ra vào thêm phòng phía trước. Đây là cửa là có cục hít lại nè ha. Đây là phòng, nhà vệ sinh. Cầu thang thì ta vịn bằng gỗ ha, gỗ găm xe. À, đá là đá xịn nha, đá ngoại nhập của Ấn Độ ha. Cửa nhà là cửa gỗ nè, CB nhìn CB điện nè, của phía sau, phía trước và của trung. À, đèn rồi ha. Mà nhà thì chủ làm sẵn tủ gỗ âm tường rồi nha cô chú chị. Tủ gỗ âm tường nè. Mà nhà xây ú vòng cung theo cái hình gốc rất là đẹp luôn ha. Ở chân tường thì được dán cao lên 1,5 tấc. Đường hộp gen, có hộp gen để đi điện âm hết nha. Đó, nhìn thấy công tắc đồ chủ nhà xài nội xịn hết nha. Máy lạnh là chủ nhà để sẵn lại cho mình luôn. Ở đây thì có cây đà đúc rất lớn nè, cô chú chị bạn nhìn ha. Nhà mình căn gốc nên đà đúc rất lớn. Theo Vũ Hồng thấy là cái căn nhà này giá này là quá ok rồi cô chú chị ơi. Mình không thể nào mình tìm ra được căn nào mà giá như vậy thôi. Đây cửa, kể cả cửa kính đây cũng uốn vòng luôn nè ha. À, uốn vòng về mình lau lại mà tay hổm dán này người ta lột ra nè. Về mình dùng xăng á mình lau cái nó sạch luôn nha cô chú chị. Đó cửa này là uốn vòng cung này nha. Đó, cửa kính uốn vòng cung giống như xe hơi gì đó. Và đây có thêm cái cửa sổ. Đối diện nhà mình là nhà khu cao tầng ha, cao lầu luôn nha. Nhà mình là không có lộ giới hẻm giới gì hết, mua sổ hồng hoàn công luôn nha cô chú chị. Ở đây gần công trường dân chủ giáp ranh với quận 5, quận 1, quận 3. Rồi. Ở đây á, nhà mình có làm cái bảng nè. Đó, bảng để viết bút lông á, để mọi người có thể note hoặc là có trẻ em nó học á. Là mình sẽ cho sử dụng cái bảng ở đây ha. Ở đây thì có cái kệ để đồ luôn nè, túi sách đồ để đồ ha. Đây cái remote máy lạnh còn đây. Cửa nè. Cửa nhà thì sử dụng cửa gỗ ha. Rồi máy lạnh chủ nhà để lại cho mình luôn nha. Cô chú anh chị và bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ 158/12M. Đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể đi vào bằng đường Tô Hiến Thành, hẻm 131. Hoặc đi có thể đi đường Hòa Hưng, cũng có thể đi vào bằng đường Cách Mạng Tháng 8. Đường Hoàng Dư Khương qua cũng được luôn cô chú anh chị. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn đi ra từ tầng 2 lên tầng 3 nha. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh, hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Và nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên, cô chú anh chị bạn xem được liền. Và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Cầu thang đi lên rất thoáng, có khoảng hở ở giữa luôn ha. Tay vịn xin nhắc lại là bằng gỗ căm xe, mặt đi bằng đá mambo của Ấn Độ cô chú anh chị. Đó. Nhà đúc bê tông cốt thép cực kỳ chắc chắn nên là mua về ở yên tâm. Nhà nằm ở căn gốc. Nhà nằm ở căn gốc nhưng lại không có bị quy hoạch hẻm giới lộ giới gì hết, xây dựng hoàn công đầy đủ rồi. Đó, giờ thường căn gốc là không có được xây dựng, bị dính dị giới xây dựng hoặc quy chuẩn xây dựng của cô chú chị. Và bây giờ Vũ Hồng đang có mặt ở đây là không gian của tầng 3, lầu 2 của nhà mình ha. Ở phía sau cũng y chang ở dưới. Một phòng ở phía sau, một phòng phía trước và nhà vệ sinh ở phía sau nha. Đây nhà vệ sinh ở phía sau nè. Xin nhắc lại là thiết bị vệ sinh nhà mình là sử dụng hệ inox ha. Inox nha cô chú chị. Và có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà này là do chủ nhà xây để ở. Nay chủ nhà đi nước ngoài chủ bán á cô chú chị. Mình nhìn thấy tinh tế từng cái móc khăn luôn nè ha. Từng cái móc khăn, từng cái chỗ máng khăn luôn nè ha. Mình nhìn rất là tinh tế nha. Ha, loại cao cấp hết nha. Và thiết bị vệ sinh á là chủ nhà sử dụng của inox nha cô chú chị. Hè inox nè. Đó, có nước nóng năng lượng mặt trời, vòi xanh vòi đỏ ha. Và đây là cái phòng của phía sau, lầu 2, tầng 3. Đó, có đèn ngủ, rồi đèn xíu sáng. Ở phía sau là cô chú anh chị. Ở phía sau là có một cái ở phía sau là có một cái cửa sổ. Thì cũng giống như ở dưới lầu 1 thì ở đây là có một cái CB, CB một cái ở giữa, ở trung một cái phía trước, cái phía sau, cái phía trước, cái phía sau. Rồi, công tắc đồ đầy đủ hết ha.
Ở khu vực dưới đi lên cầu thang đảo chiều, hang điện hệ điện dạo đảo chiều đâu nha. Ngay cầu thang đi lên là có một cái cửa sổ đẩy ra để lấy gió lấy sáng nha. Và đây là phòng ở phía trước, cửa gỗ luôn nha. Nhà mình căn gốc được xây dựng đúng quy chuẩn thời xưa và đã hoàn công đầy đủ hết rồi, không có bị lộ giới hạn giới gì hết. Và chủ nhà sử dụng cái kính bo cạnh giống như kính ô tô, rất đẹp luôn ha. Và làm bàn rèm đầy đủ hết rồi. Ở đây máy lạnh chủ nhà để lại cho mình luôn. Đây chân tường nè. Đây là một căn nhà của nhà giàu ở, xây dựng để ở ha. Nay chủ nhà đi nước ngoài chủ bán nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị bạn yên tâm ha về cái độ và chắc chắn và tin cậy của căn nhà này ha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị bạn nhìn nè, đó kính mình nó bo cạnh nè ha, đó kính này bo theo luôn nha. Đó, nhà mình đối diện với khu nhà cao lầu không à cô chú anh chị ha, ý ha, mình xây full ra ngoài luôn, một tầng một phòng, mình đang ở tầng 3 lầu 2 nha. Điện cáp internet gì đi là âm hết rồi, toàn bộ đi sẵn hết rồi ha cô chú anh chị. Để vô phòng mà bật đèn lên cho nó sáng nha ha. Hai cái cửa sổ, một cái cửa sổ là đẩy lùa để mở ra bên hoa bên được nè, mà một cái cửa sổ kia thì cửa sổ công ha. Đây cửa sổ mở đẩy lùa nè, nó làm rất chắc chắn và có song bảo vệ luôn. Đây, nhìn phía trước nhà mình nè, mấy dây điện này mai mốt hạ âm hết nha cô chú anh chị. Rồi, thường là những căn gốc là không có được xây dựng full đâu cô chú anh chị. Căn này mình xây hừng hết luôn rồi, hoàn công đầy đủ hết rồi ha. Nè, bo cạnh nè, tròn rất đẹp ha. Mình để ý cái chỗ kính bo cạnh này ha, giống như là kính xe ô tô luôn á. Nhà của nhà giàu xây dựng có khác cô chú anh chị. Đúc bê tông cũng thép toàn bộ ha, nhìn cực kỳ chắc chắn luôn nha. Mời cô chú anh chị và bạn đi tiếp tục đi lên trên trên lầu tiếp nha, lầu 3. Rồi, cũng giống như từ dưới lầu 1 lên lầu 2 thì đi lên là cầu thang ta vịn bằng gỗ nè, mặt đi bằng đá hoa cương nè. Và khu vực này là có thêm cái cửa sổ mở để lấy gió lấy sáng nè, đèn led nha, đèn đi cầu thang đèn led. Cái này là đẩy ra nè nha. Đó, đẩy ra nè. À, thấy không? Gió mát quá trời luôn, có song sắt bảo vệ luôn. Rồi mình đi lên đến tầng 4 là lầu 3 rồi nha cô chú anh chị. Có CB điện ở giữa, phía sau một sân thượng, phía sau một sân thượng. Này mình có thể làm bồng được luôn nè, hoàn công rồi. Đây khu vực xung quanh nhà mình nè ha, nhà hàng xóm nè. Hệ thống nước nóng năng lượng của mình ở đây, máy trên đây là máy đúc, đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn nha. Ở đây thì xây đà xung quanh hết rồi. Ở bên đối diện nhà mình ta trồng cây được ha. Và đây là gốc nè, từ trên xuống dưới nè ha. Bên đây là mình đi ra hẻm 131 đường Tô Hữu Thành, ngay đó là hẻm ô tô chạy qua lại được. Còn đây thông vòng ra đây ra cách mạng tháng 8 lại nè, quẹo ra ngay chỗ cách mạng tháng 8 nè. Đó, khu cao lầu không luôn nha. Đó, thường căn gốc bo cái cạnh nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây xây cao không quy chuẩn nên xây không được, nên ta bo bằng sắt. Đây hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của mình trên đây nè, thấy không? Ở đây có vòi nước nè để mình lấy nước nè ha. Đây chỗ hót nước nè. Và ở đây cô chú chị bạn nhìn thấy không, đây có CB luôn nè. Đó, CB nè ha. Dạ phía trước sân thượng phía trước nè. Đó, ở trên đây là máy đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị, máy đúc bê tông thép nè, để bình nước với hệ thống nóng năng lượng mặt trời trên đó đó. Rồi mình nhìn xuống ở chỗ này coi, đó nhìn xuống nè, nhà mình căn gốc ha. Rồi ở phía sau đây là từ đây qua đây là 4m2, từ đây nè qua đây là 4m2 nha cô chú anh chị. Chiều dài cạnh này là dài cạnh mép đây nè là 9m.
À, phía dưới mặt nhà mình nè ha. Bên đó là Hà Đô Sentosa cô chú chị. Ở phía dưới nhà mình đây ha. À, mấy cái cột điện này là mấy mốt âm xuống hết toàn bộ luôn, mình sẽ không bao giờ thấy được mấy cột điện đâu. Nhà xây bo gốc rất là đẹp nè. Đó, bo gốc nè ha. Đó, bo dài tới đằng xe. Tới đây bo qua đây. À, bò dòng nè ha, rất là đẹp ha. Rồi xin nhắc lại cái hướng này là mình ra đó mình rẽ phải là ra đường Hòa Hưng nha cô chú chị, qua cái hồ Kỳ Hòa luôn cũng được. Rồi ở trên đây là khung sắt là bao lên rồi hết nè, đà kiềng chắc chắn cẩn thận lại hết. Cô chú anh chị các bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà ở địa chỉ 158/17M đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình là nằm ở hẻm thông đường Hòa Hưng, thông qua hẻm 131 đường Tô Hiến Thành, thông qua đường Cách mạng tháng 8, thông qua đường Hoàng Dư Khương. Ở đây thuộc phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì có diện tích đất đang sở hữu là khoảng 100m. Và hiểu diện tích xây dựng đang sở hữu khoảng 100m. Và diện tích đất là hơn 30m². Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán với mức giá là 5 tỷ 200 triệu đồng. Giá này chủ nhà vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Nếu cô chú anh chị bạn thấy căn nhà này ưng ý thì cứ alo cho Vũ Hồng đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đã có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà. Nếu muốn đi xem thì alo 0933797979 ha. Còn nếu muốn ký gửi nhà chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh thì hãy kết nối qua Vũ Hồng qua số 0933787878. Vũ Hồng sẽ tới review đăng lên YouTube bán nhanh ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau nha.